rào cản gián tiếp giữa những người yêu nhau. Em cảm giác cả thế giới đang chống lại mình, chẳng còn ai đáng tin cậy cả, chẳng ai yêu thương em cả. Cô gái nghĩ trong đầu, mình cần anh ấy hỏi thăm và an ủi biết bao. Chàng trai nhận được tin nhắn, mặt bắt đầu nóng lên. Anh nghĩ, cô ấy nói vậy là sao? Cô ấy không tin tưởng mình sao? Chẳng lẽ mình không yêu thương cô ấy đủ hay sao mà cô ấy nói thế? Bực bội, chàng nhắn lại cho người yêu. Hôm nay em bị làm sao vậy hả? Ăn trúng cái gì mà nói như thế? Cô gái nhận được tin nhắn, chẳng những không được an ủi mà còn khiến cô tức điên lên. Hẳn là anh ta nghĩ mình suốt ngày chỉ biết than thở, anh ta đâu có thèm quan tâm đến cảm xúc của mình. Lau dòng lệ ứa mi, cô nhắn lại, em chẳng làm sao cả, lẽ ra em không nên nói chuyện này với anh. Cô nghĩ khôn hồn thì anh ta mau hỏi thăm và năn nỉ mình, không thì mình sẽ giận cho mà coi. Chàng trai nhận được tin nhắn, anh nghĩ, tự nhiên khơi chuyện ra rồi lại bảo không sao, vớ vẩn thật. Chàng nhắn lại cho cô gái, ừ vậy thôi em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe. Đọc được tin nhắn, cô gái tức giận quăng điện thoại xuống giường. Đúng là anh ta chẳng thèm quan tâm gì tới cảm xúc của mình. Không cam tâm, cô cầm điện thoại lên nhắn lại, lúc trước đám bạn của em đã cảnh báo rằng quen anh sẽ khổ vì anh vô tâm lắm, nhưng em đã không tin. Chàng trai đọc được tin nhắn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cái gì thế này, mình đã làm sai gì chứ? Thì ra cô ấy coi trọng ý kiến của đám bạn hơn là coi trọng mình. Chàng bực tức nhắn lại, vậy chẳng lẽ bạn em bảo chia tay anh thì em cũng chia tay à? Chàng nghĩ cô ấy sai rồi, cô ấy phải xin lỗi mình. Mình cần phải được biết rằng mình quan trọng hơn bạn bè của cô ấy. Cô gái nhận được tin nhắn, người bốc hỏa. Sao tự nhiên anh ta lại đề cập chuyện chia tay? Hẳn là anh ta muốn chia tay lắm rồi đây. Cô nhắn lại, bạn em chưa bao giờ bảo em chia tay anh. Anh muốn chia tay thì nói đại ra đi, sao phải vòng vo? Chàng trai nhận được tin nhắn, buồn bã nghĩ, thì ra cô ấy thà chia tay chứ nhất quyết không chịu xin lỗi mình. Chàng trai nhắn lại, được, chia tay thì chia tay. Thế là đêm ấy có hai kẻ nằm ôm điện thoại, một người khóc sưng cả mắt, một người thì trằn trọc cả đêm. Đây là câu chuyện rất thường xuyên xảy ra giữa các cặp đôi. Chúng tôi gọi đó là rào cản giao tiếp giữa những người yêu nhau, hay nói một cách dân dã là ông nói gà, bà nói vịt. Điều đó xuất phát từ sự khác biệt suy nghĩ và khác biệt về nhu cầu của mỗi giới, mà đôi khi chính những người trong cuộc cũng không hề biết, và rồi họ vô tình làm tổn thương nhau, để cuối cùng rời xa nhau.